Rồi, xin chào các bác nhé. Tôi là Tính, tôi đang công tác tại Hyundai Trường Chinh Sài Gòn. Nếu như các bác đang tìm một cái crossover gầm cao hạng C mà nó có cái chất lái thể thao thì các bác có thể quan tâm đến cái con xe mà tôi sẽ giới thiệu sau đây. Đây chính là con Hyundai Tucson phiên bản 1.6 turbo máy xăng, dẫn động cơ trước và sử dụng hộp số liệp kép 7 cấp. Tháng 10 này con xe này được khuyến mại rất là lớn ha, lên tới gần 80 triệu đồng. Thì bây giờ tôi sẽ đi chi tiết hơn để cho các bác nắm. Nếu như các bác mua xe trong tháng 10 này mà không lấy quà tặng, không lấy những cái khuyến mãi thì các bác sẽ được trừ thẳng vào tiền mặt là 79 triệu đồng. Niêm yết của nó là 932, mình trừ đi khuyến mãi thì nó còn khoảng 853 triệu thôi. Và cái giá đấy là chưa lăn bánh, nếu tính thuế phí lăn bánh tại Sài Gòn thì khoảng 980 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nó sẽ rẻ hơn. Và các bác sẽ được hỗ trợ vay tới 7 năm. Vay 3, 4 năm hay là 7 năm là tùy các bác thôi ạ. Cá nhân doanh nghiệp thì mình có thể làm hồ sơ vay được hết nhé. Và chúng tôi sẽ bán xe toàn quốc. Nếu như các bác cần tư vấn kỹ hơn về các cái trường hợp vay của mình hoặc là về bảo hiểm gì đấy thì các bác vui lòng gọi cho tôi theo cái số trên tiêu đề hoặc là kết bạn Zalo theo cái số đấy, tôi sẽ tư vấn cho các bác. Bây giờ tôi sẽ đi một vòng về các cái thông số trên xe để cho các bác nắm, các bác hiểu hơn về con xe này. Trong 4 phiên bản của Hyundai Tucson thì đây là phiên bản mà nó có cái chất thể thao nhiều nhất. Thì nó thông qua những cái thứ sau đây như về động cơ này, về hộp số này, về một số thứ ví dụ như mâm, kích thước mâm con này lớn hơn các cái phiên bản còn lại. Và những cái thứ đấy nó giúp con xe mình nó thể thao hơn hẳn. Và cái giá bán của con này cũng gần như là cao nhất trong tất cả các phiên bản rồi. Các phiên bản khác thì khoảng 800 mấy thôi, nhưng riêng bản này niêm yết nó tới 932 triệu lần. Ở đây các bác sẽ thấy một cái động cơ, nó có ghi chữ TGDI, tức là động cơ turbo tăng áp đấy, và công nghệ phun xăng trực tiếp. Dung tích nó khá là nhỏ, chỉ có 1.6 thôi, nhưng mà mô men xoắn cực đại và công suất khá là ấn tượng, 177 mã lực, 265 Nm. Và nó đạt cái mô men xoắn cực đại khá sớm nha, từ 1.500 cho tới 4.500. Đi kèm nó sẽ là hộp số liệp kép 7 cấp. Mà hộp số liệp kép 7 cấp thì nó sẽ cho cái tốc độ chuyển số rất nhanh, cho nên là xe mình chạy rất là thể thao. Hơi bụi bẩn nha các bác, thông cảm giúp, xe nó để ngoài trời và lâu quá chưa được vệ sinh. Ắc quy thì mình sẽ được bảo hành là 1 năm hoặc là 20.000 km tùy điều kiện nào mà đến trước. Lớp này nó sẽ là giúp cái xe mà nó cách âm cách nhiệt nè các bác. Tôi sẽ đóng nắp capo để giới thiệu tiếp cho các bác về ngoại thất. Rồi bây giờ tiếp tục về ngoại thất cho các bác. Phần mặt trước này thì rất là thanh lịch các bác ha, thiết kế nhìn rất là hiện đại và thanh lịch. Lưới tản nhiệt thì mạc chrome hết, còn bên trong nó sẽ là sơn màu đen bóng, có 4 cảm biến phía trước. Phía sau nó sẽ có 4 cảm biến nữa, tổng con này có 8 cảm biến trước và sau. Đèn thì là full LED nha các bác. Cái đèn pha này nè, đây là LED ban ngày. Trong này nó sẽ có các cái bóng LED bên trong á. Cốt pha đường LED hết, có đèn chiếu góc ở đây nữa nè. Dưới này là sẽ là đèn sương mù thôi. Con này có đèn tự động nhưng mà gạt mưa thì rất tiếc, nó là gạt mưa chỉ là chỉnh cơ thôi. Tucson có nhiều màu lắm các bác. Đây là màu đỏ. Bên hông này các bác thấy khá là ấn tượng về bộ mâm ha. Mâm này kích thước lên tới 19 inch đấy. Và cái lốp nó cũng rất là to. Đây. Hơi bẩn nha các bác thông cảm, và cái mâm bên trong nó hơi reset do để ngoài mưa đấy các bác. Mưa gió ẩm quá. Kích thước lốp con này là 245, tức là cái bề ngang của cái lốp á, bề ngang này nè, 245 thì giúp cái xe mình nó bám đường hơn, tuy nhiên nó cũng sẽ ồn hơn. Và cái việc mà mâm to, mâm này nè 19 inch mà cái lốp to, nó giúp cái xe mình nó khỏe hơn, nó thể thao hơn. Cái mâm này là bằng với kích thước mâm của Santa Fe, và cái bề ngang lốp nó còn to hơn lốp của Santa Fe nữa đó các bác. Ở đây có một cái ốp này nè, ốp nhìn cho cái xe mình nó ngầu hơn, nó thể thao hơn. Treo trước vẫn là treo MacPherson nhé. Treo sau con này là liên kết đa điểm, giống như Santa Fe luôn. Gầm cao rồi. Ở đây là những chi tiết cơ bản nha. Xi nhan trên gương, sấy gương, chỉnh điện, gập điện. Gập điện bằng remote nha, bấm là gập luôn. Tay nắm cửa mạc chrome, rồi viền chân kính mạc chrome, giúp cái xe mình sang trọng hơn. Thanh gia nắp có sẵn, cửa sổ trời panorama toàn cảnh, kéo dài từ trước ra sau.
Nếu mà so với Mazda CX-5 thì con xe này có cái không gian bên trong xe rộng rãi hơn hẳn đấy các bác. Các bác có thể đến để trải nghiệm thực tế. Và có xe lái thử phiên bản này luôn cho các bác. Anh giám đốc bên tôi đang sử dụng con xe phiên bản này luôn. Tôi đang quay ở kế bên đường lộ cho nên là hơi ồn nha các bác thông cảm. Cái ống bô kia thì nó làm cái bô kép ha, bản turbo thì nó làm cái ống bô kiểu như vậy. Bốn cảm biến lùi phía sau, camera lùi là chắc chắn có rồi, đèn hậu LED, gạt mưa phía sau, sấy kính sau, đèn phanh trên cao. Tiêu hao nhiên liệu con này á, nhà máy công bố là từ 6 tới 9 lít ha, tùy cái điều kiện mình chạy. Nhưng thực tế các bác chạy có thể tiêu hao nó sẽ khác đấy. Đuôi lớp gió là có sẵn này các bác. Anten vây cá là nhà máy cho sẵn luôn, zin. Đây các bác sẽ thấy nè, từ khoảng 6 cho đến 9 lít trung bình. Trung bình thì nó rơi khoảng chắc 7 lít mấy. Cốp mở điện chống kẹt, có thể là mở cốp thông minh nữa. Mở cốp thông minh có nghĩa là cứ cầm chìa khóa lại gần xe đi là tự nó mở lên, set up bên trong là được. Ở đây các bác thấy một cái không gian cốp khá rộng ha. Nếu mà so trong phân khúc thì nó khá rộng đấy. Ram tre này các bác, cho sẵn luôn. Này không thích thì các bác có thể tháo ra để ở dưới này. Và cái không gian này thì các bác để đồ cũng tương đối là nhiều. Và nếu muốn chở đồ nhiều hơn thì các bác có thể gập cái hai cái ghế phía trước xuống cho nó thông với cái cốp thì mình sẽ chở đồ được nhiều hơn. Bánh sơ cua dưới này. Bánh sơ cua thì giống vậy luôn, năm bánh nó giống nhau. Bộ đồ nghe nằm dưới này hết. Rồi đi vô hàng ghế 2 cho các bác tham khảo. Toàn bộ nội thất á, nó sẽ bao gồm là da, nhựa mềm và nhựa cứng. Như đây là sẽ là nhựa mềm, đây nhựa cứng nè, và da bên trong. Xe mình trang bị 6 loa nha các bác, các cửa nó đều có hệ thống loa. Ở cái không gian hàng ghế thứ hai này, đây chính là ưu điểm mà tôi thấy vượt trội nhất so với Mazda CX-5. Đó là cái không gian nó rộng lắm, khoảng đầu nó rộng, khoảng chân nó rộng và cái độ ngửa lưng khá là sâu. Nếu mà so với CX-5 thì sâu hơn nhiều. Đây, ba tựa đầu toàn bộ là ghế da màu be, đục lỗ hết nha. Có bể tỉ tay ở đây nè. Bỏ ly nước vào đây đi, nếu mà ngồi hai người thì bỏ ly nước vào đây. Tất cả xe 5 chỗ thì đều có 5 cái dây đai 3 điểm. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Cái này mở ra được nha, nhưng mà tôi không mở ra là sợ mưa mình chạy không kịp. Tay nắm cửa các thứ. Cửa gió là không thể thiếu rồi. Và cổng sạc USB. Hai cái ghế phía trước này đều là chỉnh điện hết nhé. Lái cái phụ gì chỉnh điện hết. Nội thất nó sẽ phối là màu be nè, màu xám xám như thế này. Trên này là nhựa mềm nha. Đây chính là cái khe mà nó sẽ sấy kính bên nè các bác. Sấy kính đủ hết nha. Sấy kính trước, rồi sấy kính bên, kính chiếu hậu, rồi sấy kính sau là đủ cả. Đây sẽ là da này các bác. Đây gần như là phiên bản, một trong những phiên bản mà gần như là mắc tiền nhất, cho nên là công nghệ an toàn là không thiếu đâu. Trang bị đây này cũng nhiều nhất. Ví dụ trong này nó có sạc không dây rồi hết đó các bác. Đây nè, phiên bản này có sạc không dây hết, điều hòa tự động hai vùng độc lập, có clean air luôn, clean air lọc bụi bẩn các thứ cho các bác. Đây sẽ là chìa khóa, nhưng mà nó sẽ không có đề nổ từ xa đâu nha. Đề nổ từ xa nếu các bác thích thì có thể mua thêm ở đại lý, nó khoảng vài triệu là có rồi. Gạt đèn thuốc, phanh tay điện tử auto hold, có 3 chế độ lái, remote 3 chế độ lái, tắt cảm biến, hỗ trợ xuống dốc, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Bọc da hết nè. Đây là hộp số liệp kép 7 cấp nha. Đây là hộp số này nó sẽ chuyển số nhanh hơn nhiều so với hộp số AT thông thường. Nó sẽ giúp cái cảm giác mình chạy nó sẽ phấn khích hơn. Da hết. Nguyên zin nhá, xe này chưa làm bất cứ thứ gì đâu các bác. Vô lăng bọc da hết. Trợ lực điện là chắc chắn rồi. Ga tự động, cruise control, mọi thứ. Tuy nhiên cái màn hình phía trước này vẫn là màn hình dạng như ngày xưa thôi, chưa phải là màn hình digital. Nó vẫn cổ điển. Đây chính là màn hình gọi là màn hình dạng nổi nha, nó nổi khối lên trên và kích thước là 8 inch.
Đây thì nó vừa cảm ứng và vừa cơ, muốn cảm ứng thì cứ chọt vào đây thôi. Bản đồ này có sẵn nè, bản đồ tiếng Việt update miễn phí nha các bác. Bản đồ này nó giống như Việt Map rồi đó. Còn không thích thì các bác có thể sử dụng Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth là có đầy đủ. Start top. Gương chống chói chỉnh điện hết, tự động hết. Đó. Về các cái hệ thống an toàn thì con xe mình rất là đầy đủ, phải nói là rất là đầy đủ. Nó có 6 túi khí xung quanh xe ha. Hàng trước hàng sau là đều có túi khí hết, rồi cân bằng điện tử, chống bó cứng phanh, hỗ trợ lực phanh điện tử, rồi kiểm soát lực kéo, rồi ổn định thân xe điện tử. Rồi hỗ trợ đổ đèo, khởi hành ngăn dốc, camera lùi, cả miếng lùi. Đấy là nó có sẵn cho con xe này. Cái mà tôi thấy thiếu á, nó sẽ là cảnh báo điểm mù và cái cảm biến áp suất lốp, đó là hai thứ con này thiếu. Thì nếu mà cảm biến áp suất lốp các bác có thể nâng cấp được, còn cảnh báo điểm mù thì không có thì chịu thôi các bác ạ. Đấy, đó là những thứ về con xe này. Sau khi giảm giá nó còn 853 triệu cho các bác. Lăn bánh Sài Gòn chưa tới 1 tỷ đâu. Các phiên bản khác của Hyundai Tucson cũng được khuyến mại rất là nhiều, đều hơn 70 triệu cả. Nếu các bác quan tâm các phiên bản khác của Tucson thì cứ liên hệ tôi nhé, tôi sẽ tư vấn cho các bác. Bây giờ tôi sẽ đảo thêm một vòng nữa bên ngoài cho các bác xem. Con này cái dở nó là không có gạt mưa tự động nha. Nhưng mà Kona thì có, ngay cả Accent có luôn, nhưng mà con này không hiểu sao là không được trang bị gạt mưa tự động. Auto lock là chắc chắn có nha, các bác cứ chạy khoảng 15-20 cây là tự động nó lock cửa cho các bác. Ghế chỉnh điện hết. Đó, sờ rất là mịn. Các bác cần một con xe mà có cái chất lái thể thao ở phân khúc mà tầm 8-900 triệu đấy, thì đây là một cái lựa chọn đáng giá cho các bác. Không nhiều xe ở phân khúc này có cảm giác lái thể thao tốt hơn con này đâu nha. Tôi nhấn mạnh là chỗ cảm giác lái thể thao. Con này là một trong những con xe có cảm giác lái thể thao gần như là thuộc hàng tốt nhất trong cái phân khúc này đấy. Rồi, tôi sẽ dừng video tại đây. Cảm ơn các bác đã theo dõi.